Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft CB Simon. Hiện tại thì mình với Gigadot đang đi kiếm thêm hóa thạch á. Mà nãy giờ đi chưa thấy cái hóa thạch mới đâu. Sukana vậy ta, hôm bữa gặp cái đống luôn. À đây. Thấy rồi. Xuống đầu chỗ đầu tiên á. Hôm nay thì mình sẽ gán tìm một vài loại hóa thạch để mình về mình ghép lại với nhau á. Ở nhà thì mình đã có hóa thạch nó tên là hóa thạch Dino nè, dư hóa thạch Red rồi. Đây mình có hai loại hóa thạch này rồi, nhưng mà mình còn thiếu hóa thạch chim với hóa thạch cá nữa thì mới có thể kết hợp lại á. Thành thử ra giờ thì chúng ta sẽ đi gán tìm hóa thạch chim với hóa thạch cá ha. Mà khúc này không có ta. A few moments later. Đào xong chỗ này chắc mình về được rồi đó. Nãy giờ mình đào được cả đống hóa thạch mới luôn. Đó. Chuyện này là ha. Phải có hóa thạch chim với hóa thạch cá nha. Để chúng ta còn kết hợp hóa thạch nữa. Rồi, giờ thì chắc về nhà thôi. Về tới nhà rồi. Bữa nay không biết em giáp đốt ăn cái gì nữa, bay nhanh quá trời quá đất luôn á. Điều kiện em muốn không kịp luôn. Rồi, giờ thì mình sẽ bắt đầu rửa cái mớ hóa thạch của mình ha. Mình có khá là nhiều đây. Mình sẽ bắt đầu gỡ từ cái này hình như là của Aerodacty nè. Mình gỡ vài lần đó mình cũng nhớ ha. Đây, bỏ qua. Bỏ qua được một cái thì đó, đỡ tốn thời gian. À quên, mình rửa chưa rửa mà đồ nhét vô trong. Thiệt cái tình. Bó tay mình luôn á. Rồi, cái nào mình rửa rồi thì mình sẽ cho vô một góc ha. Mình vừa nâng cấp cái chỗ làm việc của mình á, nên giờ có khá là nhiều máy luôn. Tha hồ cho mình sử dụng ha. Rồi rồi, cái này chắc gần xong rồi nè. Đó, một cái. Hai cái, ôi cũng hết thịt cá rồi kìa. Yay. Đã nha. Gỡ cái này luôn. Chưa gì là mình thấy có hóa thạch cá rồi. Còn ba cái cuối cùng nè, gỡ nốt luôn ha. Xong. Giờ thì chúng ta sẽ kiểm tra lại coi mớ hóa thạch mình có bao gồm là Anorith. Hóa thạch chim. Ôi, vậy là vừa có hóa thạch chim và hóa thạch cá luôn. Đã vậy. Ừ, giờ hãy mình sẽ thử kết hợp những cái hóa thạch này lại coi. Mình có hóa thạch red đâu rồi. Dino như hóa thạch red nè. Mình sẽ thử ghép lại coi ha. Coi có được hay không. Đầu tiên mình sẽ thử cho hóa thạch dino vô. Rồi sau đó mình sẽ cho hóa thạch chim thử coi. Đấy. Nó kết hợp lại rồi kìa. Ồ, hóa thạch dino thì mình sẽ thử kết hợp với hóa thạch chim coi nó sẽ tạo ra em Pokemon gì nha. Cái này hơi lạ nè. Hợp lý. À, còn hóa thạch cá với hóa thạch red mình sẽ thử luôn. Vẫn được luôn á. Ui, vậy là bữa nay mình tạo ra tới hai mẫu hóa thạch được ghép lại với nhau luôn nè. Háo hức quá đi. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ cho thử cái hóa thạch Anorith này vô coi. Lilylep nữa nè. Còn cái nào nữa không? Em nào nữa ta? À, em này đi. Em Aerodacty này cũng ok lắm nè. Cho thử vô luôn ha. Rồi rồi. Giờ thì chờ đợi thôi. Mình rất là ngóng luôn hai cái hóa thạch này sẽ tạo ra những em gì á. Cùng mình chờ đợi nha. Rồi, chuẩn bị nè, 50% là thấy được hình dạng rồi đó. Đâu rồi? Ủa thấy chưa? Ôi no. Ủa có khi nào mình tạo ra sai cách không? Nhưng mà nó đang chạy mà. Ừ, đây rồi. Ui, đây nè, mình đã tạo ra thành công rồi. Đây là hình dạng của em nè. Ui, nhìn lạ vậy. Lạ lắm luôn á. Wow. Xịn. Bên đây vẫn chưa thấy nữa nè. Ôi, bên... Ủa? Hình như đây là Dracofish. Đúng không? Ê? Ôi, hình như mình lại tạo ra được một em Dracofish nè. Còn em bên này thì mình không biết tên. Trời, em bên này nhìn cũng dễ thương lắm. Em còn bị sổ mũi nữa kìa. Trời, đáng yêu vậy trời. Wow, tò mò quá, không biết em này sẽ tên gì á. Rồi, gần xong rồi nè. 98. 99. Dạ, 100%.
Rồi giờ mình sẽ rước ẻm về đội ha. Mình sẽ bắt ẻm bằng mình có dư quả fastball nè, mình sẽ cho ẻm vô fastball nha. Bên đây là Aerodacty các thứ nè. Ui. Ủa đây làm gì mà lạ vậy? Ui. Lạ quá, cho vô lớp ball luôn cho đỡ lạ ha. Đây là Lilylep nè, cho vô lớp ball luôn. Aerodacty hả? Em này thì sẽ cho vô Whipball đi. Không, Rayball. Rồi. Xong. Trời, đây là nguyên dạng Pokemon mình tạo ra nè. Đã quá à. Ở trong đây thì mình thấy em này là kiểu như có gương mặt dễ thương nhất luôn á. Mình sẽ cho em ra trước. Em có tên là Actozor. Mình đọc không biết có đúng không nữa. Cứ gọi là em Actozor đi. Ui to thế. Ôi không thấy nhỏ mà ra đây to thế. Em là có cái đuôi cá nè. Ủa cái này là đuôi cá đúng không ta? Hồi sớm mình ghép từ cái gì với cái gì vậy ta? Mình quên mất rồi. Nhưng mà em là hệ băng với hệ điện nha. Wow. Cửi được luôn nè. Mình sẽ thử coi. Chạy nhanh không? Ôi, em di chuyển nhìn mắc cười quá à. Nhưng mà em này có cái hệ băng và hệ điện khá là lạ á. Được á. Một em Pokemon mình tin chắc là sau này sẽ cũng có thể gánh thêm giúp mình được một phần nào đó. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ cho nốt em còn lại ra thôi. Một xíu còn phải đi luyện cấp cho mấy em nữa. Chứ bây giờ mới cấp 1 mà. Đi thế nào cũng bị ăn hành cho xem. Tiếp theo là mình sẽ cho em này. Em có tên là Anorith. Đâu rồi, Anorith đâu rồi. Đây. Wow. Coi thử coi. Anorith là hệ gì ta? Có vẻ em giống hệ bọ đấy. Chút xíu à. Chính xác luôn. Anorith là Pokemon hệ bọ với hệ đá ha. Không biết còn tiến hóa được không nữa. Có vẻ là em này có thể tiến hóa nè. Mình đoán vậy ha. Rồi, tiếp theo là em Aerodacty. Ui, cưỡi bay được liền luôn nè. Wow, em hệ bay với hệ đá ha. Em này tiện thiệt. Mới cấp 1 mà đã cho mình cưỡi và bay vèo vèo luôn rồi. Thích nha. Được đó. Rồi còn em nào nữa không nhờ? Hình như vẫn còn em Lilylep thì phải. Đây. Còn ra Covid ăn chổng chơi đi nha. Mặt em này dễ thương ăn chổng chơi đi. Lilylep thì sẽ là một Pokemon hệ hệ lá cũng như là hệ đá ha. Rồi ok. Vậy là hôm nay chúng ta gần full được một đội hình toàn là Pokemon hóa thạch luôn á. Anorith của mình đang tiến hóa rồi. À, thì ra em còn có thể tiến hóa được. Để coi nào, em tiến hóa sẽ trông có ngầu và to hay không nha. Ui, em đã thành Amado. Ui, ok, cũng ngầu lắm á. Nhưng mà không có bay được ha. Ngầu thì có ngầu hơn đó, nhưng mà không có bay được. Trời, có cánh nhưng mà chắc cánh này còn bé quá nên chưa bay được nè. Ok, cũng được đi. Dưới này có cái em gì mà nhìn ngầu vậy? Mai Tina, em này có tên là Mai Tina ha. Được quá ta, hệ bóng tối luôn. Được, em này phải bắt thôi. Ngầu như vậy thì về đội của anh đi bé ơi. Vô, cho Aerodacty vô chiến đấu luôn ha. Ui dồi, em này tính nóng quá. Thôi, không cho em quýnh nữa đâu. Bắt em luôn. Tính nóng như kem vậy. Em này thì nên dùng Deadball nha. Đang bắt buổi tối mà. Deadball thì chắc sẽ hiệu quả lắm đây. Được hay không? Ồ, được liền. Hợp lý nè. Quá đã luôn á. Ở trong cái vùng Mega Taiga này thì còn nhiều Pokemon lạ mà mình chưa có gặp lắm á. Chẳng hạn như em vừa rồi nè. Quá là tuyệt vời ha. Nên giờ chúng ta sẵn tiện vừa luyện cấp cho mấy em của mình và vừa đi tìm thêm Pokemon mới là đẹp luôn. Dưới này là Pikachu. Cuối cùng mình cũng tìm ra được Pikachu rồi. Ui mà em này cấp 45 lần nha. Mình sẽ thử cho Tozo của mình vô chiến đấu thử coi. Em cũng có kỹ năng hệ điện nè. Dynamax chém luôn. Đây
đây, bắt đầu kéo rỉa máu của Pikachu được rồi ha. Cứ từ từ thông thả thôi. Mình kéo rỉa tầm nửa cây máu là bắt Pikachu vừa đó. Rồi, nửa cây máu. Và cơ hội để chúng ta tụt bóng chứa nhá. Cấp 45 thì không biết chỉ số tốc độ như thế nào nữa. Nhưng mà mình vẫn muốn thử một quả Fastball. Và coi có được hay không nhá. Nếu mà Fastball không được thì chắc chuyển sang Ultra Ball thôi. Nhưng mà... Ui, trời ơi, tưởng đâu được rồi chứ. Thử với Ultra Ball nhá. Nãy giờ Fastball không chịu thì Ultra Ball. Ý, Ultra Ball chịu liền. Oh, được nha. Rồi, vậy là mình đã có được một em Pikachu đầu tiên rồi. Thích quá à. Bây giờ thì mình có nên... Ok, mình sẽ tạm thời lượt bớt Pokemon luyện cùng lúc ha. Mình sẽ tạm thời cho Lilylep vô trong đi. Để cho Pikachu ra. Pikachu hình như là cũng nằm trong danh sách những Pokemon có thể Gigantamax. Đúng không? Ui ôi, em Gigantamax lên nhìn hơi bị béo luôn. Nhưng mà có vẻ mạnh quá. Sao vậy ta? Có nên Gigantamax em luôn không? Phải rất là đáng cân nhắc nha. Ừ, nói Gigantamax mới nhớ. Hay là hôm nay mình sẽ cho một em rồng từng gánh tem cho mình rất là nhiều lần ăn một bát súp mắt ta. Em có công rất là nhiều gánh cho mình biết bao nhiêu trận chiến rồi. Đó chính là rồng Eternatus nè. Được á, mình nghĩ là nên cho em một bát súp để thưởng thôi. Chứ gánh tem cho mình biết bao nhiêu lần rồi mà mình không thưởng cho bát súp mắt này thì không được đâu. Được luôn, nói là làm liền. Đợi mình móc cái mấy cái súp, mấy cái nấm này ra cái đã. Rồi, nấu liền một cái bát súp mắt nè. Rồi, Eternatus, phần thưởng của em đây. Công em đã gánh anh rất là nhiều lần rồi. Mình sẽ cho Eternatus ăn ha. Vậy là không được rồi. Anh cũng muốn cho em ăn lắm nhưng mà không được rồi bé ơi. Sukana vậy. Vậy thì mình phải nhường cái bát này cho một em khác rồi. Ủa đây có em nào mà giống Pikachu vậy? Cũng là hệ điện luôn nhưng mà kèm theo đó là hệ tâm linh. Em này có tên là Dene. Cũng cute phong mai que lắm nè. Được, mình sẽ bắt em này. Em này thì chắc mình sẽ thử bằng Whitbon thôi. Em này chắc dễ bắt á. Nhìn cute thế cơ mà. Rồi, chịu nha bé. Chịu nha, anh không muốn động tay động chân với cưng đâu. Chịu luôn. Được, bé này ngoan nè. Dễ thương mà còn ngoan nữa. Vậy thì cái bát súp này cho em nào là hợp lý ta? Hôm bữa mình thấy Gengar có thể Gigantamax nhìn cũng rất là ghê gớm á. Hay là bữa nay mình cho Gengar ta? Được ấy. Đây Gengar nè. Rất là đáng để mình thử ha. Thử luôn. Dù sao cũng đã lỡ chế tạo rồi. Cho Gengar ăn cái bát súp này ha. Cho Gengar ăn luôn nè. Giữ cái tô lại. Để mưa mốt còn làm thêm súp nữa chứ. Rồi giờ thì kiếm đối thủ. Để cho em Gigantamax thử nha. Đây. Có chỗ đánh boss. Cơ hội để thử sức mạnh của Gengar. Vô. Ui boss gì to thế. Boss gì mà to thế. Thử luôn. Ây cha. Được đấy. Giờ nào, boss này 4 sao lận nha. Và em này có tên là Thotera. Ui dồi, hơi bị khủng luôn á. Em giác nguyên cái đảo trên lưng luôn kìa. Ghê thiệt. Rồi, Gengar mình sẽ tấn công bằng Shadow Ball á. Nhưng mà gờ mắt lên. Thử coi. Ui, có Gengar mình. Gengar mình khi mà Gigantamax kìa. Quá trời bự luôn. Em há miệng thấu điều em muốn ăn luôn cái em boss này nè. Ảo thiệt đấy, coi kìa. Trời, ghê. Gengar không gánh tem nổi rồi. Có một mình Gengar quýnh thì không ăn thua boss á. Tiếc vậy. Ui nhưng mà nãy mình mới gặp cái em đó nhìn lại ha. Torterra.
Ok, em này thì có thể xuất hiện ở cái vùng này luôn hả? Wow, để ít hôm nữa mình đi đi lại cái vùng này coi coi có gặp không á. Khá là lạ luôn, kiểu như trên lưng em có cái cây luôn kìa. Cây, núi gì tùm lum hết trơn á. Đã thiệt, và các bạn cũng thấy rồi đó, Genga khi mà Gigantamax hơi bị ngầu luôn. Được, được, giờ thì chắc phải luyện cấp cho em thôi. Cấp cao thì mới gánh tem nổi. Ý, trời, con boss gì kỳ vậy, chơi quýnh đã rồi chuồng. Làm gõi Alakazam nào, Genga. Cái tội chuồng này là phải làm gõi lẹ. Kéo lại lại chuồng tiếp đấy. Boss gì, lầy lội thiệt sự, chơi mà chi. Tóc biến để chạy à. Chạy đi đâu bé ơi. Ý, nữa, chạy thiệt. Kỳ vậy, chơi mà cứ chạy miết thôi. Lần này thì mình sẽ đưa Eternatus vô trước luôn, cho khỏi chạy. Ui. Ê. Ôi, thôi thôi thôi, chạy chạy. Lần này thì mình chạy. Tại vì gần đây có Necroma xuất hiện. Necroma đâu? Em là cái em lần trước mình gặp ở cái vùng rừng gỗ sò sẩm nè. Ở đâu ta? Em nó to lắm. Chưa, để mình lên đọt cây mình tìm là dễ nhất. Nhiều khi em xuất hiện trên đọt cây á. Trên đọt cây cũng không có. A few moments later. Cây thế nhờ. Em xuất hiện mà mình tìm trong cánh rừng này mãi chả thấy đâu cả. Thiệt luôn. Nhỏ đến vậy là cùng á. Tại tại boss này. Tại boss này là mình mất thời gian nè. Mình sẽ chừng chỉ boss này ha. Trả giá đi. Ừ, lại dịch chuyển. Đâu rồi? Tức thế nhờ. Boss gì đâu mà khó chịu thiệt. Cứ đánh một lúc là dịch chuyển à. Ồ, như vậy là mình đã có cơ hội gặp được Necroma, nhưng mà tiếc thay là mình tìm không ra thôi. Cánh rừng này có chút xíu mà mình đi giáp hai vòng luôn mà không thấy ta. Mình gặp được một cái chỗ boss Lilylep nè. Trùng hợp vậy. Bữa nay mới sở hữu Lilylep luôn á. Mà lần này thì chắc mình sẽ thử sức lại với Gengar đi. Nãy giờ mình luyện em cũng khá là nhiều rồi, nên em cũng lên được mớ cấp á. Giờ chắc gánh tem nổi nè. Wow. Ở đây là dạng tiến hóa của Lilylep hay sao nè, có tên là Gradily ha. Trông ghê phết đấy. Nhưng mà mình vẫn sẽ xử thôi. Ui dồi, Genga kìa. Một hit là gần nửa cây máu liền. Chưa full cấp đó nha. Hôm nay là đủ nhỏ lắm rồi đó. Hết gặp Legendary chưa kịp tìm ra nữa. Giờ thì đánh boss bị văng game. Ngày gì vậy ta? Ngày gì vậy ta? Sao mình nhỏ dữ vậy? Ở dưới còn có công trình gì nữa cơ. Ồ. Xuống luôn. Gặp công trình mà bỏ là hơi bị ổn. Đây là công trình gì đây? Ủa sao nhìn lạ vậy ta? Cái gì? What the hell? Đây là cổng kết thúc. Ủa? Là sao? Kỳ á. Cổng kết thúc gì mà không tin được luôn á. Ôi, nay ngày gì rồi? Nhiều chuyện lạ xuất hiện quá. Thôi, chuồn. Pocket chest. Ồ, lâu lắm rồi mình mới mở một cái rương mà nó cho mình bóng chứa Pokemon nè. Đây là Safari Ball á. Mình sẽ tăng tỷ lệ bắt ở vùng đồng bằng hơn á. Ồ, được nha. Rồi, lại thêm một đêm nữa rồi. Có nên quay về cánh rừng gỗ sồi sẩm không? Mình muốn tìm lại Necroma. Lần trước gặp mà chưa kịp tìm ra nữa. Lần này hy vọng mình trở lại và chúng ta vẫn có duyên gặp lại Necroma nha. Và sẽ tuyệt vời hơn nếu như mình gặp luôn, chứ đừng có kiểu như lạc trong cánh rừng mình tìm cả buổi tối không ra là mất luôn á. Uổng lắm. Đây rồi, đây rồi. Necroma lại xuất hiện rồi. Lần này mình cẩn thận hơn rồi đó. Mình bay ở trên nè. Để tìm cho dễ á. Necroma đâu ta? Đâu vậy? Ê, dưới này. Thấy rồi. Thấy chưa, mình lần trước mình đoán chuẩn rồi đó. Là Necroma spawn xong á là mắc kẹt vô trong cái cây nè. Ôi, what? Đây là Necroma shiny. Mình nhân phẩm cao rồi.
Được, 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 cơ hội để mình thu phục ẻm này. Hồi hộp quá, hồi hộp quá. Rồi, Atozo của mình đã làm cho Necroma bị tê liệt rồi. Lúc tê liệt là bắt cũng dễ trúng hơn á. Đầu tiên thì chắc mình sẽ thử với Heavy Ball nha. Heavy Ball đây. Lâu rồi chưa dùng Heavy Ball. Liệu rằng có được hay không? Ý, suýt được, suýt được. Sau vài lần thử Heavy Ball thì mình đã thành công bắt Necroma rồi. Công lao rất là lớn của Atozo á. Em làm tê liệt á. Rồi luôn. Một thành viên mới. Đây đây đây, Necroma trong người em có cái cục gì nè. N Luna Razor. Wow. Ghê ghê, và chúng ta cùng nhau ngắm Necroma một cách toàn diện nhất á. Đây. Shiny luôn á nha. Đã thiệt. Và khi mà mình có Necroma được rồi á thì mình sẽ tùy thích tạo ra cánh cổng Ultra luôn. Đó. Công dụng của Necroma khá là hay á. Tạo ra cánh cổng Ultra cho mình. Muốn vô thì vô, muốn ra thì ra thôi. Đã vậy còn cho mình cưỡi và bay vèo vèo nữa chứ. Còn về hình dạng thì sao ta? Để mình coi hình dạng coi. Hình dạng thì em có dạng Necroma Dust nè. Trời 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 ơi. Ngầu vậy. Rồi Necroma Down. Wow. Necroma Ultra nữa. Ui. Dạng nào nhìn cũng đã trơn á. Được được, mai mốt mình phải gán cho em biến thành mấy cái dạng đó mới được. Nhưng mà mình cần phải kết hợp với Pokemon khác thì mới được cơ. Cũng hơi khó đấy. Rồi phía bên này là ai vậy? À, trainer à. Ui giời, thôi thôi thôi, xong, xác định, xác định. Tới công chuyện. Ăn hiếp liền, đi ăn hiếp liền. Ý, mình có Necroma là dùng ẻm đi ăn hiếp mấy Pokemon khác liền. Khoe liền á. Đẹp che xấu khoe mà. Ôi, đẹp khoe. Đây là dùng Misa. Lần này mình tìm được ở trên thế giới thường cơ, chứ không phải là bên Ultra Beast đâu. Uầy, bên đây cũng có cả đống Pokemon mới ấy. Nhất là có một em rồng ở vùng này nè. Mình nhớ là ở cái vùng Misa này có một em Pokemon hệ rồng khá là dữ luôn. Nhưng mà không phải em này. Em này là Tyrant rồi. Không phải đâu. Nhưng mà mình sẽ farm Tyrant luôn. Vô. Lần này thì cho Urshifu ha. Bữa nay Urshifu chưa có tập luyện võ thuật nè. Phải vô đánh chặn mới được. Cũng được một ít kẹo ha. Chủ yếu là mình kiếm kẹo thôi à. Còn em này thì mình sẽ không bắt đâu. Ừ, và với kẹo này thì mình sẽ cho Gengar ăn đi nhờ. Hợp lý á, em chưa có ăn thêm được kẹo nè. Urshifu cũng vậy luôn. Ờ, mình coi coi trong ba lô mình còn 6 viên kẹo. Mình sẽ cho Gengar ăn thêm viên nữa. Vậy là đồng với Urshifu rồi ha. Khỏi bị mất công thiên vị hết. Mình có là mình cho ăn đều hết à. Rồi bên đây là chỗ đánh boss tiếp à. Thử coi. Coi coi boss ở bên vùng này nó có hên hơn hay không. Úc, lần này là một em Charmander. Ôi, lần này boss lần này là Charmander này. Được luôn. Thử ha, thử sức với Charmander coi. Nếu mà em này dạng shiny thì nhiều khi mình hốt luôn. Còn dạng thường thì, em này dạng thường rồi. Dạng thường thì thôi, không hốt ha. Úi, mình lỡ nhầm két rồi. Úi. Trời ơi, ấn nhầm xong bắt được luôn này. Ảo thiệt đi. Sao mấy lần mình bắt thiệt thì không vậy đi. Trời đất ơi, lần này bắt nhầm thì bắt được luôn à. Sao mà đỡ được. Rồi đi tiếp. Nãy giờ chưa gặp Pokemon rồng mà mình nói nha. Ô, đây là Pokemon gì hả? Ủa sao nhìn ảo ma Canada vậy? Hệ bóng tối vậy. Hệ tâm linh. Necroma vô thử không? Hay là cho Urshifu vô. Thôi, Necroma thử đi. Để cho Necroma đánh boss thử ha. Ủa đây là Pokemon gì ta? Malama. Em này có tên là Malama ha. Trời ơi, nhìn ghê lắm. Để mình quýnh cái cho đỡ ghê coi.
Necroma có thể kết thúc được trận chiến này hay không? Thử nào. Ui, suýt được. Rồi, nhưng mà có vẻ đồng đội mình sẽ... Vậy, đồng đội mình đã kết liễu được rồi. Và bây giờ thì mình sẽ thử coi. Ôi, mình không bắt được à. Trời, mình không phải là người gánh tem. Ôi, Necroma không đủ sức gánh tem rồi. Hồi nãy mình đánh mấy đòn mà bị boss đỡ, thành thử ra không có tính á. Chứ không thôi, phải đó đáng ra là mình gánh tem ấy. Rồi lại gặp thanh niên này nữa. Mình cay thanh niên này nhất nè. Lụm cục kẹo mày. Gặp thanh niên này là phải quýnh nha, không trượt phát nào thôi. Đó, thấy chưa? Thanh niên nó được cái là chuồn là hay à. Chết tiệt mà. Nghiệp quật nha cưng. Chơi lầy vậy là có ngày nghiệp quật đấy, coi chừng. Bực hết cả người à, đánh nhau thì không đánh, cứ lo chạy thôi. Ừ, hay là bây giờ mình đã có Necroma rồi. Mình sẽ tạo cái hố Ultra rồi mình qua bên bển mình kiếm Master Ball trong mấy cái thuyền nhờ. Hợp lý ấy, nhưng mà hiện tại Necroma đang hồi skill. Ui, tính ra cái skill hồi của Necroma hồi hơi bị lâu nha. Nãy giờ cả buổi rồi đó mà bây giờ vẫn chưa dùng được này. Rồi, và sẵn tiện đây có boss luôn hả? Được, boss ultimate lận nha. Nên mình sẽ vô chiến đấu để thử vận may coi biết đâu mình lại có thêm được một cái quả Master Ball không chừng á. Rồi lần này thì mình sẽ cho Charizard vô. Lần này thì Urshifu sẽ trả thù. Urshifu này thì dám á. Dám ăn hiếp Charizard hả? Đấm thêm một cái nữa em ơi. Giỡn mặt hả? Lên gối xuống chỏ nè. Rồi. Tới công chuyện rồi. Đỡ hộ đi. Ăn hiếp đồng đội của Urshifu nè. Chưa nha cưng. Ôi, lại em được một viên Meonium Z này. Qua nay là mình được 2 viên Meonium Z rồi đó. Mà trong khi Meo của mình thì đâu có kỹ năng hệ tâm linh nào đâu. Coi này, coi dàn kỹ năng của em nè. Hệ thường với hệ nước không à. Nó không có ăn nhậu gì với cái hệ của em luôn á. Với cái viên đá Z nữa. Hơi xu nha. Thôi, đi tiếp thôi. Mình lãng vãng ở vùng này mãi mà chả thấy cái em á thần mà mình nói đâu hết. Hay là em xuất hiện vào buổi tối nha. Cũng có thể lắm. Giờ không biết Necroma có xài được cái skill tạo hố Ultra chưa? Để mình thử ha. Coi em tạo hố Ultra được chưa? À, được rồi nè. Ok, hợp lý. Ôi, đây rồi. Cái em mình nói đây rồi. Em nè. Em này em gọng á. Salamence. Em có tên là Salamence á. Tới công chuyện em luôn. Em cấp bao nhiêu? 58 hả? 58 thì mình sẽ cho Gengar vô quẩy với em. Đó, kéo điện phát trước ha. Salamence. Về đội đi cưng. Mình sẽ bắt em này bằng một quả Fastball thử. Mình muốn thử với Fastball trước á. Vô. Thử coi. Em đồng này chắc cũng sẽ rất là nhanh nhạy đấy. Được hay không? Có vẻ là được luôn. Ô. Và mình cũng đã làm được một cái thành tựu là bắt được 10 Pokemon hệ rồng luôn rồi nè. Vậy đây là em rồng thứ 10 của mình á. Coi à, tạm thời đưa hộp 3 vô đi. Salamence nè. Coi thử coi ha. Em là vừa hệ rồng cũng như là vừa hệ bay luôn. Kỹ năng hiện tại thì cũng ok phết á. Hình dạng thì sắp tới em còn có thể biến thành dạng mega rất là chiến á. Quá đã. Rồi đi. Cởi em đi qua hố Ultra luôn. Vô. Ê, sao chưa giống được. Coi, vô nè. Lần này mình spawn ngay cái vùng Ultra Deep Sea luôn. Được phải ta. Đây là Pokemon gì vậy? Úi, mất rồi. Trời ơi, chưa kịp bắn vô nữa. Hình như đó là Pokemon Porygon gì đó. Em đó mình có thể chế tạo được luôn á. Nè, em đó là Pokemon này nè. Y gan luôn, mình thấy y gan cái Pokemon Porygon luôn á. Trời, chưa kịp ấn vô nữa. Xu vậy. Rồi, đây có Min Chao luôn hả? Pokemon hệ giác đấu. Vô, đấm nhau không? Đấm nhau dưới Urshifu tôi nè. Đấm em ơi. Vô. Giỡn mặt hả?
đấm luôn. Không bắt được em kia là quạo rồi, đấm luôn. Giận cá đấm thớt. coi dùng này. Mình quên ta. Mình nói là mình qua đây để mình tìm cái thuyền kết thúc mà. Đi tìm thuyền kết thúc để kiếm Master Ball á. Vô. Liệu rằng chúng ta có được Master Ball hay không? Không có. Ôi không có rồi. Wow. Đây là boss. Hình như là boss chim cánh cụt mà lần trước mình thu phục thất bại nè. Mình muốn thu phục lại một lần nữa. Và bây giờ mình có cơ hội thu phục ẻm nè. Hồi hộp quá. Fastball đâu. Em này là phải bắt bằng fastball thôi. Nhìn đúng chiến luôn á. Rồi thu phục em chim cánh cụt thôi. Được hay không? Được đi. Ừ, được rồi. Lần này thì mình không bỏ lỡ em chim cánh cụt rồi á. Đây, về đội anh liền. Đã ghê luôn á. Ui, cấp độ Dynamax của em gần full luôn nè. Bữa nay là mình thấy là hơi bị hên đó nha. Vừa có thành viên Gengar được Gigantamax nè. Vừa có thêm một em Necroma nhưng mà lại là dạng Shiny. Và mình còn có được khá những Pokemon kiểu như hóa thạch cổ đại nè. Trong đó không thể thiếu đó chính là em này. Em này cũng là có công rất là lớn nha, Atozor nè. Nhưng mà em đang bị thương mất rồi. Đây, em mới hồi phục nè. À, nhờ em mà mình mới bắt được Necroma nha. Nên rất là cảm ơn em luôn á. Hơi bị dễ thương luôn. Rồi, hy vọng là thời gian sắp tới chúng ta sẽ luyện thêm cho mấy em Pokemon hóa thạch cổ đại á, để có thể cùng với những người đồng đội cấp cao và tham chiến những trận chiến căng thẳng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp của mình. Bye bye.